Chipu ngày càng tạo dấu ấn khi hoạt động giải trí tại Trung Quốc. Sau chương trình đạp gió 2023, Chipu ngày càng đắt sâu tại Trung Quốc. Những lần xuất hiện, cô đều được khán giả xứ Trung dành nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp và phong cách biểu diễn tự tin. Mới đây, Chipu tham gia lễ hội giao thừa trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên trình diễn ở sự kiện đón giao thừa của một đài truyền hình Trung Quốc. Chương trình này có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao xe bít như Vương Hạc Đệ, Đinh Trình Hâm, Lý Tuyết Cẩm, Trương Viễn. Trên sân khấu, Chi Pu đã mang đến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình đạp gió 2023 như Tạ Na, Amber, Enla cũng như màn kết hợp với nam thần nổi tiếng màn ảnh xứ Trung Huỳnh Hiểu Minh. Chương trình này cũng nhận về rết tinh cao thứ nhất, vượt mặt các sự kiện diễn ra cùng thời điểm của các đài giang tô, chiết giang. Tham gia chương trình đạp gió Chipu nhận được nhiều tình cảm của khán giả đất nước tỷ dân. Cô gây ấn tượng ở khả năng biểu diễn, đặc biệt là vũ đạo đẹp mắt và ý tưởng bất ngờ cuốn hút. Trung cuộc, cô giành được hạng 6 cùng hai giải thưởng phụ. Sau đó, Chipu hoạt động nghệ thuật song song ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Cô được mời tham gia tại nhiều chương trình của Trung Quốc như T-Mail, ASEAN Youth Music Festival 2023, Đại nhạc hội thanh niên châu Á, Hello Saturday. Chipu cũng mở hai nhà hàng phở tại Trung Quốc, Đồng thời tích cực quảng bá văn hóa Việt qua âm nhạc và thời trang. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ Việt còn nhận được đề cử danh hiệu nghệ sĩ nổi bật của năm 2023 tại đêm hội tầm nhìn Weibo, Weibo TVN Internet Video Summit 2023. Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử có tới 193 gương mặt điện ảnh, truyền hình có sức ảnh hưởng của làng giải trí Trung Quốc trong năm 2023. Cuối tháng 12, Chipu ra mắt MV Hoa giới mặt trời thuộc thể loại pop, ballad được trang pháp sáng tác kiêm sản xuất và nemo đảm nhiệm vai trò hòa âm phối khí mixing và mastering bởi nhạc sĩ olisi mv nhận được nhiều lời đánh giá tích cực đặc biệt là phần hình ảnh nhan sắc của chipu cũng là một điểm sáng của sản phẩm âm nhạc này chia sẻ về mv mới này chipu bày tỏ ngoài gia đình bạn bè thì những người luôn theo dõi ủng hộ động viên chi là khán giả và những người hâm mộ các bạn dành cho mình rất nhiều tình cảm quan tâm chi từng chút một Đôi khi có những điều mình không thể hiện ra mà FC vẫn luôn thấu hiểu. Em vi hoa dưới mặt trời như một món quà chi gửi đến mình để lấy thêm động lực vững tin vào con đường mình đã chọn. Nhưng đồng thời cũng là món quà, lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng gửi đến FC và những người luôn yêu quý chi. Các bạn là những bông hoa rực rỡ và đặc biệt nhất. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh VN tin tức. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau